Bảo Thy, Ngọc Trinh mạnh tay rút phí gần 2 tỷ đồng để làm đẹp. Bảo Thy chỉ sơ cho Sipa gần 1 tỷ. Đã nhờ tới công nghệ, dạ, nhờ tới máy móc rồi, thế mà để tự nhiên như trước kia là cực kỳ lâu, chị cũng không biết tới bao lâu rồi. Ngọc Trinh đi tắm trắng suốt nhiều năm. Nếu mà không vướng bận lịch trình gì hết thì cứ hàng tuần Trinh sẽ đến Sipa để khám da và điều trị da hoặc là dưỡng da. Ngọc Trinh hay Bảo Thy đều là những sao nữ Vbiz nổi tiếng nhờ nhan sắc xinh đẹp theo năm tháng. Khán giả hầu như chỉ thấy họ ngày càng đẹp lên, thậm chí sau khi sinh con, vóc dáng và nhan sắc của họ dường như không thay đổi. Là hai sao nữ nổi tiếng không chỉ vì tài năng mà còn nhờ vào nhan sắc xinh đẹp bất chấp thời gian để có được khuôn mặt rạng rỡ mỗi khi xuất hiện trước khán giả. Các mỹ nhân Việt đều dành rất nhiều thời gian để chăm sóc da, xây dựng thực đơn ăn uống hợp lý, hợp duy trì tập luyện thể thao đều đặn. Bên cạnh đó, Bảo Thy và Ngọc Trinh còn sử dụng thêm các biện pháp làm đẹp bằng công nghệ đắt tiền nhằm duy trì được sự tươi trẻ. Bảo Thy. Ca sĩ Bảo Thy luôn khiến các chị em phải ghen tị vì làn da trắng sáng mịn màng không một nếp nhăn. Để có được điều đó, mẹ Bỉm Mộc còn chi số tiền gần 1 tỷ đồng để thực hiện các điều trình tại Sipa. Cụ thể, nữ ca sĩ cấy tế bào gốc làm chậm quá trình lão hóa, hết 700 triệu đồng. Điều trình làm trắng da mặt trị giá 22 triệu đồng. Để khuôn mặt luôn căng mướt đàn hồi, cô cấy thêm tinh chất Biocell đến 50 triệu đồng. Về phần vóc dáng, giọng hát Công chúa bong bóng chi 75 triệu đồng cho 3 liệu trình tắm trắng toàn thân. Sau sinh, ngoài tập luyện, Bảo Thy có sử dụng cấy Mesolibo giảm béo vòng eo 60 ống trị giá 150 triệu đồng. Tổng cộng nữ ca sĩ chi ra số tiền 997 triệu đồng để có thể duy trì được sự xinh đẹp của mình. Bảo Thy là ca sĩ nổi tiếng ở làng nhạc Việt Nam, giọng ca Công chúa bong bóng kết hôn với doanh nhân giàu có, cuộc sống xa hoa đẳng cấp thượng lưu, trượng phú bà của nữ ca sĩ khiến khán giả trầm trồ. Làm việc chăm chỉ nên cô đã sớm tích lũy tài sản cho mình. Sau khi kết hôn, cô lại càng giàu khủng. Vợ chồng nữ ca sĩ sống trong căn biệt thự rộng lớn như lâu đài tại quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Bảo Thy cùng ông xã cùng sở hữu nhiều xế hộp hạng sang. Cô từng gây chú ý khi tậu xe mới chỉ để đi mua đồ ăn và đưa cuốn cưng đi dạo chơi. Bước chân vào cuộc sống bỉm sữa nhiều bỡ ngỡ và bận rộn, nhưng người đẹp vẫn lên hương nhan sắc cực đỉnh. Trên trang cá nhân, cô nàng gây chú ý khi chia sẻ về việc làm đẹp sau sinh. Nữ ca sĩ cho biết bản thân giống hầu hết các mẹ bỉm sữa khác, đều không có thời gian dành cho bản thân, chuyện dưỡng da cũng trở nên cực kỳ xa xỉ. Chính vì vậy, cô luôn nhắc nhở mình phải tranh thủ hết sức có thể để làm đẹp. Dù không liền mạch quy trình nhưng vẫn kiên trì. Nỗ lực của Bảo Thy đã đổi lại kết quả xứng đáng. Dù bận rộn chăm sóc quý tử nhưng cô vẫn thường xuyên chia sẻ các bí quyết làm đẹp và chuyện bỉm sữa thú vị với mọi người. Ngọc Trinh. Ngọc Trinh khiến nhiều bạn nữ phải tấm tắc khen ngợi vì nhan sắc của cô, luôn giữ được phong độ ổn định. Nữ hoàng nội y là người rất yêu bản thân, vì thế cô rất chăm chỉ tập luyện thể thao, ăn uống lành mạnh và dành nhiều thời gian đến các spa để được các kỹ thuật viên chăm sóc da chuyên nghiệp. Nữ người mẫu diễn viên cho biết sự xinh đẹp này là vô giá, nhưng có tiền thì vẫn có thể mua được. Chứng minh cho câu nói đó, cô chi số tiền gần 2 tỷ đồng để bản thân luôn rạng ngời như thiếu nữ đôi mươi. Cụ thể, người đẹp thực hiện liệu trình trẻ hóa da hết 200 triệu đồng, chăm sóc da toàn thân trị giá 300 triệu đồng. Cô mạnh tay rút hầu bao để cấy tế bào gốc hết 1 tỷ đồng. Vòng eo con kiến trú danh của cô cũng được phụ phép bởi liệu trình eo không mở trị giá 300 triệu đồng. Tổng cộng toàn bộ chi phí ngốn khoảng 1,8 tỷ đồng. Không chỉ tiêu tốn số tiền lớn cho thời trang hàng hiệu, Ngọc Trinh còn đầu tư mạnh cho việc làm đẹp để khẳng định ngôi vị nữ hoàng da trắng. Cô nàng từng cho biết, tuy không phải là người phụ nữ thông minh nhưng cô lại giỏi kiếm tiền. Sở hữu khuôn mặt không quá ấn tượng nhưng đổi lại làn da trắng như bạch tuyết đã trở thành thương hiệu giúp cô nàng ngày càng nổi tiếng. Chia sẻ về bí quyết làm đẹp, nữ hoàng nội y thẳng thắn thừa nhận làn da trắng sứ là thành quả của việc tắm trắng trong nhiều năm qua. Có thể nói việc gì cũng có cái giá của nó. Vì thế để xinh đẹp bất chấp tuổi tác như Ngọc Trinh và Bảo Thy thì giá tiền phải trả cũng khiến nhiều người hoảng hốt. Là người của công chúng, với họ đây là khoản đầu tư xứng đáng.